Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý vị, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi những điểm tin tóm lược sau đây. Võ Thái Hà tóm lược. New York Times bịa chuyện: cựu Tổng thống Bush sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Phát ngôn viên của cựu Tổng thống George W. Bush đã kịch liệt bác bỏ bài báo của New York Times đưa tin ông Bush nói sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. New York Times hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 6 đăng bài viết cho biết một loạt thành viên đảng Cộng Hòa không có kế hoạch ủng hộ ông Trump tái cử Tổng thống Mỹ. Trong danh sách này có cựu Tổng thống George W. Bush. Và New York Times vẫn dẫn nguồn tin từ những người thân quen với suy nghĩ của họ. Ông Freddie Ford, phát ngôn viên của cựu Tổng thống Bush, trong thư gửi tờ Texas Tribune đã nói rằng ông Bush đã nghỉ hưu và chưa biểu lộ ông sẽ bỏ phiếu như thế nào. New York Times vẫn chưa cập nhật bài báo với tuyên bố phủ nhận thông tin của Freddie Ford. Freddie Ford, phát ngôn viên cho Mr. Bush, đã nói rằng cựu tổng thống sẽ đứng ngoài cuộc bầu cử này và chỉ nói về những vấn đề chính sách, như tuần này ông đã tuyên bố rằng nước Mỹ phải đánh giá những thất bại chiến lược của chúng ta về phân biệt chủng tộc, bài báo của New York Times nhấn mạnh. Các nhà sản xuất Mỹ bắt đầu rời khỏi Trung Quốc. Theo dữ liệu gần đây, một công ty giám sát chuỗi cung ứng có trụ sở ở Hồng Kông, các nhà sản xuất Mỹ đã bắt đầu chuyển nguồn lực ra khỏi Trung Quốc, chủ yếu tới Việt Nam, Myanmar, Philippines và Bangladesh. Động thái di dời sản xuất khỏi Trung Quốc đã diễn ra do sự không chắc chắn và cuộc chiến thương mại của Mỹ Trung năm 2019 gây ra. Sau đó, virus corona Vũ Hán đã làm tăng tốc xu hướng này và đã khuyến khích thêm nhiều công ty giảm sự phụ thuộc quá mức của họ vào nhà cung cấp duy nhất Trung Quốc. Theo báo cáo của Kima, công ty giám sát chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng có trụ sở tại Hồng Kông, nhiều nhà sản xuất đang di chuyển tới Đông Nam Á và Nam Á. Báo cáo của Kima dựa trên dữ liệu được thu nhập từ hàng chục nghìn cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng được thực hiện trên toàn cầu cho các nhãn hàng tiêu dùng và bán lẻ. Các công ty sử dụng các báo cáo giám sát này để đưa ra quyết định về việc liệu họ có chuyển sang một nhà cung cấp mới hay không. Trong 2 tháng đầu năm nay, nhu cầu về các cuộc điều tra giám sát và kiểm soát ở Đông Nam Á của các đơn vị mua hàng tại Bắc Mỹ đã tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các nước như Việt Nam, Myanmar, Philippines là được hưởng lợi, theo báo cáo của công ty Kima. Trong khi đó, nhu cầu điều tra giám sát chuỗi cung ứng tại Nam Á tăng 52% với năm ngoái. Bangladesh trở thành một điểm đến hấp dẫn đặc biệt cho các nhãn hàng dệt và may mặc. Con trai người tuyên bố chống đảng Cộng sản Trung Quốc bị đội bóng Serbia sa thải. Cựu cầu thủ đá nổi tiếng Trung Quốc Hắc Hải Đông Hao Hai Đông và vợ, sau khi đăng tuyên ngôn chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc, ngoại giới lo lắng chính quyền đại lục có thể sẽ có một số hành động đối với ông và người nhà của ông. Sự lo lắng ngoại giới cũng không phải là không có căn cứ. Vào ngày 6 tháng 6, trên mạng Internet lan truyền thông tin con trai ông Hát Hải Đông là Hát Nhuận Trạch đã bị đội bóng sa thải. Ngày 6 tháng 6, tỷ phú Quách Văn Quý, hiện đang sinh sống tại Mỹ, đã tiết lộ trong một video trực tiếp rằng con trai của ông Hát Hải Đông là Hát Thuận Trạch đang chơi ở giải vô địch quốc gia Serbia đã bị sa thải. Hát Nhuận Trạch năm nay tham gia đội bóng Radnički New sáng ngày 31 tháng 5, lần đầu tiên anh tham dự siêu cúp Serbia, đã ra khỏi ghế dự bị và ghi một bàn thắng khiến cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu chú ý. Trước một ngày, ông Hát Hải Đông công nhận chống đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều kênh truyền hình thông đại lục còn sôi nổi đưa tin về Hát Nhuận Trạch ghi bàn tại siêu cấp Serbia. Khi đó, Hát Nhuận Trạch được truyền thông đại lục bình luận là trụ cột trong tương lai của bóng đá Trung Quốc, là người đưa bóng đá Trung Quốc lên đỉnh cao. Truyền thông đại lục còn phỏng vấn ông Rodolphe Bacard, quản lý câu lạc bộ Hát Nhuận
Chật đang chơi, ông khen ngợi hát nhuận Chật là người nghe lời và cố gắng, có đặc tính tốt của người Trung Quốc. Ông Radolav Batak cho biết, ông tin rằng trong các trận đấu tiếp theo, hát nhuận Chật sẽ biểu hiện xuất sắc hơn và trở thành quân ác chủ bài mới của đội bóng. Tuy nhiên, sau khi ông Hát Hải Đông đăng tuyên ngôn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 4 tháng 6, các bản tin liên quan đến Hát Nhuận Trạch cũng bị phong tỏa. Nhà hoạt động người Mỹ gốc Phi Châu Owen phản đối anh hùng hóa Floyd. Owen cho biết cô không muốn thấy Floyd chết và hy vọng rằng sẽ lấy lại công lý cho anh. Tuy nhiên, cô cũng không hài lòng trong việc xem Floyd như một người anh hùng. Floyd từng nhiều lần bị cầm tù, lạm dụng ma túy, anh cũng từng phải ngồi tù 5 năm vì cướp bóc bằng vũ khí hạng nặng. Trong vụ cướp đó, anh ta đột nhập vào một gia đình. Khi đó, ở nhà có phụ nữ mang thai, anh đã chĩa súng vào bụng người phụ nữ mang thai để uy hiếp và lục lọi tìm kiếm ma túy và tiền. Owen cho biết, anh ta có thực sự thay đổi bản thân hay không? Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng người phụ nữ mang thai từng bị anh ta dùng súng uy hiếp, nhưng bây giờ lại xem anh ta như một anh hùng. Tờ The Independent Anh đã đưa tin trong cuộc phỏng vấn Owen đã nói, tôi không quan tâm liệu CNN có muốn công chúng nghĩ rằng anh ta là một người mới hay không, nhưng tôi không nghĩ Floyd là một người tốt. Owen thậm chí đã nói đến vấn đề cơ bản hiện tại của người Mỹ gốc Phi là kém hiểu biết, tự hại mình, xem những thứ tệ hại là đẹp đẽ giống như sự cố của Floyd này. Cô nói rằng văn hóa người Mỹ gốc Phi đã đổ vỡ. Floyd không đáng thiệt mạng như vậy, nhưng nhóm người nào cũng có thể trường hợp như vậy, không thể từ trường hợp cá biệt mà suy tàn thể. Owen bày tỏ hy vọng rằng có thêm nhiều người Mỹ gốc Phi thức tỉnh, từ đó tự mình biết thay đổi. Theo Wikipedia, Owen là một người nhà hoạt động chính trị và nhà bình luận theo khuynh hướng bảo thủ. Cô nổi tiếng vì phản đối phong trào người da đen đáng được sống, Black Lives Matter, và đảng Dân Chủ ở Mỹ. Owen từng phản đối đảng Cộng Hòa, nhưng trong cuộc bầu cử 2016, cô đã trở thành người ủng hộ Trump. Owen thường xuyên bình luận thẳng thắn, không ngại va chạm với những vấn đề của dân tộc châu Phi. Tổng thống Trump: không có chuyện giải tán cảnh sát, họ là những người tuyệt vời. Tổng thống Trump khẳng định 99% cảnh sát là những người tuyệt vời mà họ đã được kỳ tích, những kỳ tích cho nước Mỹ. Hôm tháng 8 ngày 6, ông Tổng thống Trump ca ngợi lực lượng cảnh sát, khẳng định không cắt ngân sách hay giải tán các cơ sở cảnh sát sau những cuộc biểu tình khắp nước Mỹ. Sẽ không có giảm cân ngân sách, không có giải tán cảnh sát. Lực lượng cảnh sát giúp chúng ta sống trong yên bình, ông Trump phát biểu tại theo cuộc thảo luận với các quan chức thi pháp ở Nhà Trắng. Đôi lúc bạn sẽ thấy những điều tồi tệ, nhưng tôi nghĩ 99% cảnh sát là những người tuyệt vời mà họ đã được các công việc kỳ tích, ông Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Có một lý do giúp ít tội phạm hơn, đó là chúng ta có lực lượng thực thi phi pháp tuyệt vời. Tôi rất tự hào về họ, ông Tổng thống Trump khẳng định. Tổng thống Trump cũng nói ông luôn bỏ những phần xấu trong lực lượng hành pháp. Các cảnh sát giúp chúng ta sống trong hòa bình. Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ thành phần xấu nào, ông Trump nhấn mạnh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump cũng không đồng ý với các thị trưởng đang tìm cách chuyển ngân sách của cảnh sát ra những chương trình khác. Chiến đấu cơ Đài Loan xua đuổi tiêm kích Trung Quốc. Một số máy bay tiêm kích Su-30 của Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đã bị xua đuổi. Chúng tôi phát lệnh cảnh cáo đến những máy bay Su-30 và các chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan xua đuổi những kẻ xâm nhập, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, tuyên bố hôm ngày 9 tháng 6. Trong khi đó, tờ báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng máy bay tiêm kích Su xâm nhập vào ADIZ của Đài Loan vì xuất hiện máy bay quân sự Mỹ ở đó. Trong các tuyên bố trên, cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng cho biết một máy bay vận tải quân sự C-40A của Mỹ đã được cấp phép bay vào không phận Đài Loan nhưng không hạ cánh tại bất kỳ sân bay nào ở lãnh thổ này. Chiếc C-40A cất cánh từ đảo Okinawa, Nhật Bản,
nơi đặt căn cứ không quân lớn của Mỹ, rồi bay qua phía Bắc và Tây Đài Loan trong đường bay đến Đông Nam Á. Quân đội Trung Quốc coi việc máy bay quân sự Mỹ bay vào vùng trời Đài Loan là một hành động khiêu khích. Thời báo Hoàn Cầu viết: Biển Đông, Trung Quốc đặt cáp ngầm quanh Hoàng Sa vì mục tiêu quân sự. Ảnh vệ tinh và dữ liệu vị tàu thuyền mới đây đã phát hiện một chiếc tàu Trung Quốc có dấu hiệu như đang đặt dây cáp dưới biển giữa các điền đồn Trung Quốc tại vùng quần đảo Hoàng Sa. Theo hãng tin Vietnam News vào ngày 8 tháng 6, 2020, giới chuyên gia cho biết rằng đây dây cáp ngầm có thể được dùng vào việc mục tiêu quân sự giúp Trung Quốc tăng cường khả năng phát hiện tàu ngầm. Theo hãng tin Mỹ, chiếc tàu đặt dây cáp của Trung Quốc xuất hiện từ Thượng Hải đã bắt đầu hoạt động trong khu vực Hoàng Sa từ gần 2 tuần nay. Hình ảnh vệ tinh thương mại chụp vùng Hoàng Sa đã phát hiện chiếc tàu làm công việc có liên quan đến cáp ngầm dưới biển. Mặc dù ảnh chụp từ không gian không thể xác định rõ là việc đặt cáp mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hệ thống hiện có. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền tuy nhiên đã xác nhận được đó là chiếc Tianyi Haigong là đã đến Hoàng Sa vào ngày 28 tháng 5, đã hoạt động ít nhất tại ba đảo đá khác nhau là đảo Cây, đảo Bắc và đảo Phú Lâm. Sau đó, con tàu đã di chuyển lên phía Tây Nam vào ngày 5 tháng 6, ghé các đảo Duy Mộng, đảo Ba Đa, đảo Sa Cừ. Vào sáng 8 ngày 6, chiếc tàu vẫn hoạt động ở phía đông bắc bãi Sa Cừ. Tất cả các địa điểm trên đều là các tiền đồn quân sự của Trung Quốc ở vùng Hoàng Sa. Vụ George Floyd, đảng Dân Chủ đề xuất dự luật cải cách ngành cảnh sát, đáp trả lời kêu gọi làn sóng phản kháng sau vụ công dân da đen George Floyd bị chết ngạt do bạo lực của cảnh sát, đảng Dân Chủ ngày 8 tháng 6, 2020 đã đề xuất một dự luật nhằm chống nạn bạo hành cảnh sát và phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Bản văn mang tên Justice và Policing Art đầy 134 trang chưa đưa ra một loạt các biện pháp chủ yếu nghiêm cấm các hành động can thiệp bằng cách trà cổ, hạn chế việc sử dụng sức mạnh gây chết người hay bắt buộc các nhân viên cảnh sát liên bang phải gắn thiết bị ghi hình trên người. Các dân biểu chủ chiếm đa số ở Hạ viện hy vọng có thể đưa dự luật này vào thảo luận ở Quốc hội vào ngày 4 tháng 7. Ở đây là một ngày mang tính biểu tượng cao, ngày nghỉ độc lập. Hôm nay, Tổng thống Donald Trump thông qua một phát ngôn viên cho biết sẽ xem xét điều đề xuất cải cách khác nhau, đồng thời đánh giá văn bản của phe Dân Chủ là có nhiều khía cạnh không thể chấp nhận được. Hải quan Mỹ thu giữ lô tiền giả từ Trung Quốc. Thu giữ một lô tiền giả có xuất xứ từ Trung Quốc, hơn 351.000 USD tiền giả 100 đô là lượng tiền giả thu được từ ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, theo Epoch News. Vụ bắt giữ diễn ra tại một cơ sở lý các lô hàng chuyển phát nhanh vào ngày 27 tháng 5, theo tuyên bố ngày 3 tháng 6 của Cơ quan Hải quan Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Các lô hàng tiền giả được gửi đến một địa chỉ ở Milwaukee có nguồn gốc từ Thượng Hải. Việc nhập khẩu tiền giả có thể là mối đe dọa không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn với an ninh quốc gia của chúng ta, ông William Brown, giám đốc dịch vụ cảng Milwaukee, cho biết trong tuyên bố. Việc nhập khẩu trái phép số lượng tiền giả này có khả năng cấu thành một hành vi tội phạm rất nghiêm trọng, ông nói thêm. Mặc dù Peru cho là nguồn cung tiền đô la giả chính trên thế giới, nhưng tiền giả có nguồn từ Trung Quốc đã liên tục bị chính quyền Hoa Kỳ phát hiện và tịch thu trong 6 tháng vừa qua. Theo một thông báo báo chí ngày 22 tháng 5, các cơ chức hải quan Mỹ đã tịch thu 252.300 tiền USD tiền giả, một cơ sở phát chuyển phát nhanh ở Cincinnati hôm ngày 13 tháng 5. Chuyến hàng đó đến từ Thâm Quyến, một thành phố cảng ở miền nam Trung Quốc, đã gửi đến Guthrie, bang Oklahoma. Tiền giả có khả năng được sản xuất bởi một máy in cao cấp trên giấy thường. Các quan chức Mỹ cho biết vào thời điểm đó, các chữ tiếng Trung Quốc giản thể đã được nhìn thấy ở mặt sau các tờ tiền. Vào ngày 14 tháng 12, 2019, Hải quan Mỹ đã thu giữ 900.000 tiền giả loại 1 đô tại cảng quốc tế ở Minnesota. Lô hàng được phát hiện trong một lô hàng thương mại gửi bằng đường sắt
có nguồn gốc từ Trung Quốc, Sở Mật vụ Cơ quan Chống Tiền Giả đã được gọi đến và xác định đây là tiền giả. Ông Trump sẽ ký luật bảo vệ người Duy, Ngô Nhĩ. Tổng thống Trump đã lên kế hoạch ký ban hành đạo luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan tới việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, một nguồn thạo tin nói với Reuters hôm thứ Hai. Song không cho biết khi nào ông Trump sẽ làm việc này. Dự luật này đã được Nghị viện Mỹ thông qua. Phản ứng trước việc này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố dự luật đã được nghị sĩ lưỡng đảng ủng hộ rõ ràng, phỉ báng các biện pháp chống khủng bố và cực đoan của Trung Quốc, đồng thời can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề của Trung Quốc. Khi dự luật về người Duy Ngô Nhĩ của Hoa Kỳ được ban hành, Bí thư khu tự trị Tân Cương Trần Toàn Quốc, một thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ nằm trong số quan chức bị trừng phạt. Mỹ áp lệnh trừng phạt hệ thống vận tải Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Hai cảnh cáo trừng phạt các thực thể có quan hệ đến công ty vận tải Shipping Line của Iran, công ty con của IRISL có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo Reuters, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với mạng lưới vận chuyển của Iran đã bắt đầu có hiệu lực vào thứ Hai. Các lệnh trừng phạt này được Hoa Kỳ công bố vào tháng 12 sau khi cáo buộc Tehran cố suy cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo Reuters. Trong tuyên bố, ông Pompeo cũng đề nghị các chính phủ trên khắp thế giới điều tra hoạt động của các thực thể vận tải Iran và các cảng vùng Biển Đông, đồng thời khuyến khích các hành động thích hợp để ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí của Iran. Thủ tướng Anh đề nghị người dân biểu tình trong hòa bình. BBC đưa tin tối thứ Hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi người biểu tình hành động một cách hòa bình, hợp pháp, khi bày tỏ thái độ với nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Viết trên The Voice, Thủ tướng Johnson cho biết chính phủ Anh không thể không chú ý tới sự bất bình của người biểu tình trước cái chết của George Floyd, một người da màu bị ngộ sát ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Johnson cảnh cáo nếu người biểu tình tấn công cảnh sát hoặc phá hoại tài sản công cộng thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi phần lớn các cuộc biểu tình phản đối nạn nhân phân biệt chủng tộc diễn ra hòa bình, thì vào thứ Bảy, người biểu tình ở London bắt đầu có các hành vi bạo lực khi họ ném pháo sáng và giật đổ tượng của cụ Thủ tướng Anh Winston Churchill. Peter Vũ kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn quý vị kỳ tới. Chúc quý khán thính giả, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.